vi phạm bản quyền. Ông ngoại ơi, ông ở đây mà để cháu đi tìm mãi. Dũng đây hả? Ông để quên điện thoại ở nhà. Hôm nay thấy trời đẹp quá nên mang giá ra đây vẽ. Cháu xem, hồ sen hôm nay nở cũng đẹp nữa. Cha, ông đúng là họa sĩ tài ba mà. Ông vẽ bức tranh hoa sen đẹp thế, nhìn như thật vậy. Mất bao ngày ông phác thảo rồi lên màu đó. May mà cũng được như ý. Ông ngoại, ông có tin là cháu sẽ vẽ được như ông không? Ta tin chứ. Cháu ngoại của ông rất có năng khiếu hội họa. Mấy lần sang nhà thấy giá vẽ, bút vẽ là ông biết cháu cũng không phải dạng vừa rồi. Mà cháu học vẽ từ khi nào vậy? Cái này là gen của ông ngoại đó ạ. Cháu cũng không học đâu cả. Kiểu như bản năng ý ông ạ. Cháu chỉ cần nhìn người ta dùng cọ, dùng màu như thế nào là cháu có thể bắt chước được luôn. Thế thì cháu mà học vẽ bài bản về bố cục, màu sắc, khung hình nữa thì chắc sẽ vẽ lên tay lắm đây. Ôi, cháu ngại học lắm. Học vậy mất thời gian. Với lại cháu thấy mình pha màu, lên hình cũng có kém ai đâu. Tự dưng đang vẽ được thế này mà quay lại học màu với bố cục thì nhàm chán lắm. Ông xem này, cháu vẽ đó. Hình như đây là bức đồng quê của họa sĩ Ngọc Lan. Vâng, đúng của họa sĩ Ngọc Lan đó ạ. Cháu thấy bức đó đẹp quá nên chép lại. Vậy thì không được, cháu phải vẽ do chính mình sáng tác thì mới là họa sĩ. Còn như thế này thì cũng chỉ là thợ thôi, thợ chép tranh. Thợ gì mà thợ, có phải ai cũng vẽ được như cháu đâu. Thôi, cháu không nói chuyện với ông nữa, cháu về đây. Ôi, không ngờ Dũng có hoa tay thế, vẽ đẹp thế. Ông đúng là giấu nghề nha, đúng là họa sĩ tài ba. Tranh cậu vẽ nhiều thế này, cứ rào bán đi, kiểu gì cũng được khối tiền đó, bán đi. Cậu nói chí lý, mình bán kiếm chút tiền mua màu chứ nhỉ. Tranh này họa sĩ Giang Phạm vẽ, giá hơn 20 triệu đó, mình chỉ cần bán 2 triệu thôi. Đúng là sáng kiến hay. Cháu chào ông ạ. Có chuyện gì mà nhìn mặt buồn thế cháu? Chán quá ông ạ. Những tác phẩm của cháu không được công nhận. Đã vậy còn bị người ta kiện vì vi phạm bản quyền. Cháu... Lại nghiêm trọng vậy cơ à? Bức vào thu của Giang Phạm, cháu có chép lại bức này và đăng lên mạng bán. Vừa rồi có người gọi điện yêu cầu cháu gỡ bài xuống, nếu không họ dọa kiện vì vi phạm bản quyền. Thì đúng là vi phạm bản quyền rồi. Lại cả ông cũng nói vậy. Này, hôm nay tâm trạng cháu không vui, hay là cháu cứ ở lại đây với ông, trưa nay ăn cơm với ông. Vâng. Ông cháu mình cùng xem phim một lúc nhé. Xem phim sẽ khiến tâm trạng cháu tốt hơn đấy. Vâng. Chà, phim mới vào mở đầu đã kịch tính thế. Cháu ít xem lắm, mà phim này cháu phải xem hết mới được. Ủa, ông làm gì vậy? Ông tua nhanh thế làm gì? Ông muốn xem luôn đoạn kết nó như thế nào. Chứ thấy ông này khổ quá, không biết lấy lại được công bằng không. Ông ơi, ông dừng lại đi. Xem vậy sao hiểu được gì? Phim nào chả có hậu. Chỉ là xem diễn biến phim như thế nào thì mới hiểu được, cảm nhận được. Ông dừng lại đi, cho cháu xem nào. Đang hay. Dũng, nghe ông nói nè. Cháu có biết cháu vừa nói điều ông định nói không? Ông vừa nói gì ạ? Ông định nói về việc vẽ vời của cháu đó. Nó giống như việc cháu xem phim này đây. Ông nói kỳ quá. Vẽ là vẽ, phim là phim. Sao giống nhau được ạ? Giống đây, việc xem phim mà tua nhanh cho đến cái kết cũng như việc cháu đốt cháy giai đoạn khi vẽ tranh. Cháu không học màu, không học bố cục, không thực nghiệm, cháu chỉ dựa vào chút năng khiếu có sẵn, cầm bút và cố gắng phát sao cho giống tranh mẫu.
Vậy thì cháu cũng chẳng thể được cái hồn của bức tranh. Cuối cùng là gì? Cháu chỉ thấy nó giống nguyên mẫu, vậy là đủ. Cháu... Hơn nữa, mỗi bộ phim cũng như một bức tranh, đó đều là tâm huyết của tác giả. Việc cháu bắt chước vẽ cho giống thì giỏi lắm, cháu chỉ bằng người ta thôi chứ không đi xa hơn được đâu. Cháu có thể học hỏi chứ không phải là bắt chước. Học hỏi để sáng tạo ra cái của mình. Nhưng muốn thành công, cháu phải nghiên cứu thật kỹ, không đốt cháy giai đoạn. Cháu hiểu không? Cháu hiểu rồi ông ạ. Cháu sẽ bắt đầu lại từ đầu. Cháu hứa không chép tranh nữa. Cháu sẽ tự vẽ nên những bức tranh mang thương hiệu của mình. Ông ơi, ông hướng dẫn cháu về cách dùng màu và bố cục nhé. Lâu nay cháu vẽ toàn kiểu đoán mò, với lại căng đại cho đúng khuôn hình thôi ạ. Được rồi. Ông sẽ dạy cho cháu. Giờ chúng ta xem xong bộ phim này đã nhé. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Agni, mụn rơi xa và láng mịn. Hai chiếc khăn. Trời lạnh lắm, đóng cửa xe vào đi con. Con không lạnh đâu, vì có chiếc khăn ấm áp và chiếc mũ len của mẹ tặng rồi mà. Trời lạnh thế này mà bạn kia chẳng đội mũ, cũng chẳng quàng khăn mẹ ạ. À. Ừ, chắc bạn ấy không thấy lạnh. Bạn ấy khỏe thật đấy. Hóa ra là bạn Lam đấy mẹ. Mẹ đi từ từ thôi. Lam ơi. Lam, lên xe đi, mẹ tới chợ tới trường. Thôi, không cần đâu. Tớ đi bộ được rồi. Cậu lên đi, ngoài trời lạnh lắm. Mà trường còn xa nữa. Chị nói đúng đấy, lên đây cô chở tới trường luôn. Dạ thôi cô ạ, cũng sắp tới trường rồi. Với lại cháu đi bộ thế này tiện thể dục luôn ạ. Tớ đi bộ thế này ấm lắm, không lạnh như cậu ngồi trên ô tô đâu. Thôi cậu với mẹ cứ đi đi. Thế à. Hôm nay trời lạnh quá nhỉ. Chào các cậu. Cậu có khăn mới à? Đẹp thế. Ừ, lại còn ấm nữa. Tớ chẳng thấy lạnh tí nào. Lam, cậu không lạnh hả? Tớ không thấy lạnh lắm. Cậu nói dối. Nhìn mũi cậu kìa, đỏ hết lên rồi. Cho cậu mượn khăn này, quàng đi, ấm lắm đấy. Cảm ơn cậu, nhưng cậu dùng đi. Tớ quen rồi, không cần đâu. Chi à, xong chưa con? Con xong rồi đây. Chết, con quên một thứ. Mẹ chờ con nhé. Cái con bé này. Chi, con lấy chiếc khăn này ở đâu ra vậy? Mẹ chưa từng mua cho con mà. Dạ. Con đã lấy của ai? Nói mau đi. Mẹ có bao giờ để con thiếu thốn gì đâu mà con phải đi lấy của bạn chứ. Không phải đâu ạ. Là con đã mua nó. Là con gom tiền tiêu vặt để mua. Sao lại phải mua chứ? Khăn, mũ, cả bao tay mẹ mua cho con chưa đủ ấm hay sao? Không phải đâu mẹ. Nó ấm lắm rồi. Vậy thì tại sao? Bạn cùng bàn với con, bạn Lam ấy. Không phải bạn ấy không thấy lạnh đâu, mà bạn ấy không có khăn, mũ và bao tay giống con mẹ à. Ba mẹ bạn ấy mất rồi. Bạn ấy sống cùng bà ngoại, nhưng mà bạn ấy nghèo lắm. Bạn ấy thà chịu lạnh cống chứ nhất định không chịu nhận sự giúp đỡ của người khác. Mùa đông đến, con và các bạn khác ở lớp ai cũng được mua khăn, mua mũ rất ấm. Chỉ có Lam là không có thôi. Vì thế, con đã để dành tiền tiêu vặt mua thêm một cái khăn như vậy để bên cạnh. Con sẽ nói với Lam rằng con đản trí, đem theo hai cái khăn mà không biết và cho bạn ấy mượn một chiếc. Chỉ có như vậy bạn ấy mới chịu nhận thôi mẹ ạ. À. Mẹ hiểu rồi, mẹ xin lỗi vì đã nghi ngờ con. Nhưng mà lẽ ra con nên nói với mẹ chứ. Mẹ con mình có thể cùng nhau giúp đỡ bạn ấy mà. Dạ vâng, hy vọng năm nay bạn ấy sẽ không bị lạnh nữa.
Phải rồi, chúng ta sẽ cùng làm cho bạn ấy có một mùa đông thật ấm áp. Nào, đi học thôi. Khăn ơi, hãy giữ ấm cho bạn ta, khăn nhé. Giáng sinh ấm áp. Ba ơi, xem nè, đẹp quá. Nếu con được mặc chiếc váy này trong dịp Giáng sinh thì thật tuyệt. Maria này, mình không đủ tiền mua chiếc váy ấy đâu con. Con không chịu đâu. Lễ Giáng sinh năm ngoái con cũng không có quà rồi còn gì. Chẳng lẽ năm nay con cũng không có quà? Con gái, bà xin lỗi. Bà sẽ cố gắng để nhà ta có một chú gà tây béo ngậy và món súp khoai tây mà con thích vào bữa tối Giáng sinh. Con chịu không? Con không cần gà tây, cũng không cần súp khoai tây. Con thích có một chiếc váy mới cơ. Ba ạ. Ba đi làm sớm thế ạ? Ba cần phải chuyển gỗ cho nhiều nơi lắm, nên giờ phải đi sớm mới kịp. Ba đi đây. Dạ. Ba đi anh à, để cháu giúp ba. Cháu làm được không? Dạ, được chứ ạ. Hằng ngày cháu vẫn dọn tiết giúp ba mà. Vậy cháu dọn dẹp giúp bà, bà sẽ trả cháu $2, có được không? Thật ạ. Cháu cảm ơn bà. Phải rồi, mình phải tự kiếm tiền mua chiếc váy hồng kia. Chỉ mới mấy ngày mình đã kiếm được kha khá chỗ này. Thêm ngày mai nữa thôi là mình có đủ tiền mua chiếc váy kia rồi. Sao hôm nay ba về muộn thế nhỉ? Ba ơi! Ba! Ôi, con gái, con chưa ngủ sao? Con đợi ba. Ba ơi, tuyết rơi dày thế, đi ngoài đường chắc lạnh lắm hả ba? Ừ, lạnh lắm. Nhưng hôm nay bà đã rất vui. Bà đã cố gắng giao hết số củi để mua được một con gà tây rất to và còn một điều bí mật nhỏ cho con nữa. Nào con gái, con có muốn xem con gà béo ngậy không? Ba làm mọi thứ cho mình, vậy mà mình thật ích kỷ. Chưa bao giờ con được ăn món súp khoai tây và gà tây ngon tuyệt cú mèo như thế này. Thật sao? Chưa hết đâu con gái. Maria, đây là quà Giáng sinh của con này. Là chiếc váy đó ư? Ba ơi, ba chẳng nói rằng nó rất đắt mà. Đúng vậy. Nhưng con gái ba xứng đáng được nhận nó. Thử tưởng tượng xem, con gái ba mặc nó vào thì đẹp biết bao. Ba đợi con chút xíu. Ba ơi, đây là quà của ba. Ba cũng có quà ư? Dạ. Ồ, một đôi găng tay rất đẹp và rất ấm áp, con gái ạ. Thật may, con đã không dùng số tiền tiết kiệm để mua cái váy, vì con biết ba cần đôi găng tay này. Đôi găng tay này sẽ giúp đôi tay của ba ấm áp hơn trong những ngày đông lạnh giá. Cảm ơn. Cảm ơn con gái. Bộ đôi người mụn được ưa chuộng tại Ý, Vanessa Acne, mụn rời xa và láng mịn. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.